Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di Đẩy và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mang tên là Arena Master nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Arena Master thì nó khá là giống cái tựa game Bowstar hay là cái gì đó mình từng chơi rồi anh em ạ. Với rất nhiều nhân vật hay ho. Ryuku, bây giờ mình hiện tại mình sẽ được chọn hero nào? Chọn hero này đi anh em, chọn con gấu đi cho nó phê nhỉ. Team Deathmoth chúng ta đánh như kiểu là dạng giống kiểu Bowstar, giống kiểu thế. My gosh, bắn đi bạn ơi. Nào 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 nào. Ok. Nào, ok, đánh con này, đánh con này. Ôi xôi ôi. Cứu. Đúng rồi, vả. Ok, mình có tuyệt chiêu này anh em ơi. Tuyệt chiêu. Ui, mình chết méo rồi. 4-4 anh em ạ, tỷ số là 4-4. Bọn này nó ngu á. Nào, cưng ơi. Chạy. Tiêu diệt cái con này trước anh em ạ, tiêu diệt cái con pháp sư của nó trước này. Vãi cả cứt thật, 6-8 rồi. What the fuck, hay là cái đánh ngáo thật sự luôn, mình không biết làm thế nào luôn anh em ạ. Dù sao mình vẫn đứng được ở trong cái top này, nhưng mà mình vấn đề là hai cái đánh ngáo á, nó không đợi mình. Vãi cứt thật, thật sự luôn là mình không biết là làm nào luôn này, thề. Đánh ngáo quá. Đi. Ôi, vãi nồi luôn ạ. Vào đây, hồi máu đây. Vãi cực thật, 4-0 à? Mày chạy làm gì? Đợi tao lên tao đứng. Ok, né. Đúng rồi, ok, anh em ơi. Cái con này đứng ở sau này. Con này đứng ở sau kìa. Quay. Đấy, nó khôn này chưa? Nó khôn này mà. Tìm đấy ngu vãi nổn. Lại thua rồi. Tìm này. Chán thật sự luôn anh em ạ. Không biết làm nào luôn. Oh my god. Tôi đã cố hết sức rồi ấy. Đấy, gọi là rất là mệt luôn đấy. Mà không ăn thua luôn, team nó ngu quá. Tại sao mày không đợi bọn tao lên đánh cái con cho đánh con đằng sau ấy anh em ạ. Đừng lên trước. Ngu si đần. Mày nhờn. Đứng đây này, tao đây này. Chạy đi bạn ơi. Mày á. Chạy á cương. Chạy, chết rồi. 76 anh em ạ. Đừng vào. Victory, ôi, tí thua anh em ạ. MVP, tôi vẫn là MVP với con gấu của tôi. Thầy, ngu quá, đánh nó khó chịu lắm anh em ạ. Này đánh không biết phải máy hay là người đâu. Mọi người mình chửi cho vậy sấp mặt nhá. Hero đây, con gấu thì vẫn là lực vãi nồi anh em, con gấu lực lắm. Hiện tại mình mới có một cái chế độ là team Deathmask. Con này đi chuyển chậm. Đứng sau tao đi. Đúng rồi.
Ok. Đừng lên em ơi. Ngáo à. Ngu thế nhỉ. Đánh đi. Nhờn. Nè, mày đi. Đợi hồi skill đã. Mình tăng cơ cho hay như thế này luôn. Đỉnh của job luôn anh em ạ. Tôi tăng cơ thì không còn nào. MVP với bác gấu mày ơi. Què thật sự luôn mẹ này. Các bạn đố tôi unlock được thêm một con nữa, nhưng mà con này là con Windy Ranger. Mình vẫn phải có tăng cơ anh em ạ. Tìm nhớ có tăng cơ thì ăn trưởng luôn đấy. Nó ăn nó đấm cho nhục luôn đấy nhá. Có hơi nhưng mình không dám đánh. Căn bản là tại vì là mình cũng khá là tệ khi bắn với cái bọn đấy. Ok. Bọn này phải đợi mình cơ. Pháp sư này, cung này. Đợi tao. Lùi. Trời ơi, vào làm gì ngủ thế? Xong chạy đi. Chạy đi. Đánh đi luôn. Ôi trời ơi, chết hết rồi. Ngủ quá. Mình không làm gì được anh em ạ. Còn là nó cứ lao ra làm cái nồi làm cái gì đây. Chán thật sự luôn, thua rồi, lại thua. Mình kiểu gì mình cũng là MVP bên này cho xem. Chắc chắn là mình sẽ vẫn làm top bên này rồi. Có trận thắng nhận thua anh em ạ, không thể nào mà có thể là kè cái bọn này được, ngu quá. Phi tiêu này, ném lại ra. Hai em ơi. Chết rồi, sao mà nó khỏe nhỉ? Vãi lờ luôn thật. Sao một cái chết nhanh thế, mình tăng cơ làm gì nữa. Solo với tao á. Đánh đi. Đam kìa, đúng rồi. Gấu á. Nhơn. Ôi, MVP rồi, tôi chắc chắn tôi sẽ MVP luôn. Anh em tin vào tôi đi. Phê à? Bác gấu khỏe thế nhở. Thề luôn là bác gấu khỏe dã man luôn anh em. Đấy, nhưng mà kiếm cái hòm hai, kiếm hòm test đít là không, mãi không không xong. Mãi không có hòm để cho lên bởi bác gấu cái. Bác gấu là chắc chắn là tăng cơ rồi. Chắc chắn là như vậy rồi anh em. Một skill à, kiếm sĩ nhưng mà sao mà mạnh mà bác gấu được. Bác gấu vẫn là bá rồi. Với con này đã Pyros. Ui hồ, con Pyros là con gần cuối rồi. Gấu vẫn khỏe anh em nhỉ. Được đấy. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào anh em. Bye bye.